Hi, xin chào và cảm ơn anh chị đã quay lại với Di động Minh Huy và em là Minh Huy đây Hôm nay là ngày bao nhiêu Tết em Huy cũng không nhớ Nhưng mà em Huy nhớ một điều là sắp đến Tết rồi anh chị ạ Hôm nay em Huy sẽ lên cho quý anh chị một con Galaxy Z Fold 3 5G Giá lúc ra mắt là, không phải lúc khách mua là 41 triệu 990 nghìn đồng Giá này là, là, giá đã kèm khuyến mãi rồi Bây giờ em Huy bán chỉ còn 1 phần 4 giá trị máy thôi anh chị ạ à, Có một con Z Flip 4 này nữa này Máy thu khách cũng rất ngon và chất, phải nói là rất là chất luôn à, rất là mê luôn nhá, xíu thế giới thiệu chi tiết cho quý anh chị luôn Ngoài ra hôm nay em có một cái mã mà nhiều anh chị hỏi nhưng lâu lắm chưa về Thứ nhất là Note 10 Plus Hỏi rồi nhưng lâu lắm rồi mới về nhé Bạn này là bạn chính hãng Việt Nam, hai sim hai sóng luôn Thứ hai nữa là một con Galaxy S10 Con này cũng hỏi lâu rồi nhưng hôm nay mới có Tiếp theo nữa là gì ạ? Samsung Note 9 nhà hàng chính hãng luôn hai sim hai sóng hỏi lâu rồi Hôm nay cũng mới có luôn S21 FE này, con này thì hôm nay về giá tốt hơn rồi Tiếp theo nữa là gì ạ? S20 năm g hàng cũng là hàng chính hãng luôn Lâu rồi mới về hai sim hai sóng Tiếp theo là một con máy pin siêu trâu, con này là mờ gì đây không nhớ. À, đây, con này thì dòng mờ gì em cũng không nhớ đây, vuốt lên nhá. Rồi, à, giới thiệu đi. Con này sẽ là M51 anh chị ạ, pin lên đến là bao nhiêu ạ? Pin 7000 mm giờ cũng là ngon luôn nhá, là màn zin đẹp luôn. Tiếp theo nữa là gì ạ? Nốt 10 like, mấy con máy này lâu lâu em cũng chưa về. Đấy, thì khá là hay nhá, một chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ngoài ra bên em còn có dòng mà uh, Samsung uh, Galaxy S21, S21 Plus, Uh, S21 5G, ngoài ra còn có S22 5G và nhiều mẫu máy khác như Sharp, Sony Anh chị hãy cùng đoán xem nhé Trước tiên ấy, thì hôm nay em về được một cái thùng loa rất là hay này Loa này anh chị uh, dùng mà hát Tết hoặc là dùng chơi Tết thì quá là tuyệt vời luôn Đây, một cái loa này của thương hiệu gì đây thì Trang trông anh chị nhá. đây một cái loa trang trông Thì bên trong sẽ có gì? Để một chút em sẽ giới thiệu ngay cái loa cho quý anh chị xem luôn này Bên trong sẽ có một cái loa anh chị ạ cho anh chị xem qua này, đây là cái loa anh chị nhé, nhìn rất đẹp, rất là hầm hố luôn. Tất nhiên chất âm cho ra cũng khá là tốt anh chị nhé. Rồi thì nói về thiết kế cái loa này đi. Đầu tiên là cạnh dưới sẽ được thiết kế bởi hai cái phần cao su giúp quý anh chị có khả năng đặt và uh, chống va trượt tốt hơn. Tiếp theo là khung viền được làm bởi nhựa anh chị nhé, được làm bằng nhựa và nhìn cũng rất là chắc chắn luôn. Phía trên sẽ là một cái màng loa này. Công suất con loa này thì em theo em tìm hiểu thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hai mươi đến bốn mươi w tầm tầm đấy. Tiếp theo nữa là bên trên sẽ có các thông số này, uh, âm lượng mic âm lượng vang, micro dây, âm bass âm trầm, à, âm lượng loa. Ngoài ra thì còn có cả các cái cộng kết nối ngay đây. Đặc biệt đấy thì cái sản phẩm này sẽ được tặng kèm đâu nhỉ? Tặng kèm một cái mic anh chị ạ. Nhưng mà cái mic ở đâu rồi em không nhìn thấy. Anh chị ạ, để em một lát nhé. Em sẽ lấy cho quý anh chị xem một cái mic à, được tặng kèm. Đấy, anh chị đặt hàng lên trực tiếp 0933 600 386 em Huy nhá Đây 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 đây, mic đây mic đây. Đấy, mic đây anh chị nhá có một cái mic này rất là đẹp và xịn sò luôn ngoài ra bên trong thì sẽ được tặng thêm kèm là một cái hướng dẫn sử dụng này à, và một cái một cái sợi, uh, sợi dây để mà đeo hai bên như thế này đấy, để mà đeo vào cổ đấy đeo qua cổ nếu mà đi hát kẹo kéo các thứ đấy ngoài ra thì uh, uh, bên trong sẽ có thêm ấy, là một cái sợi dây này dây này là dây sạc nhá dây sạc tai si này cùng với là một cái sợi cáp uh, kết nối là 3.5 tu 3.5. Uh, con này loa nó rẻ lắm, nó có mấy trăm nghìn à. Đây lên cho quý anh chị xem này. Uh, em sẽ bật lên nhá. Đây, em sẽ bật lên, đầu tiên là bật loa lên. Đây công tắc nhé, bật tắt ở đây. Bật bấm lên, được chưa Và nó sẽ lốt. nó sẽ lốt. Ok, đoạn này nó đang còn lốt, nó đang chờ kết nối anh chị nhá. Còn uh, anh chị muốn bật và anh chị uh, lấy một cái máy xe em. Đấy, anh chị lấy một cái máy cho em nhá. Lấy một cái máy cho em anh chị uh, vào bluetooth Ok, nó đã kết nối anh chị con này nó vừa mới kết nối với cái máy em đang dùng rồi thì và đấy chính là con máy mà em đang quay đấy thì nói chung là bình thường bật lên thì nó sẽ báo là có một cái thiết bị ở đây nhá tên là uh... đây nó, nói chung là nó tự động kết nối với nó kết nối với cái máy của em đang đang dùng rồi đấy. em quên mất là xóa từ trước nhưng mà nó sẽ có sẵn nhá tiếp theo là anh chị bật mic này alo alo alo, alo. alo, alo. Đấy, anh chị thấy chưa? Bật mic nhé. Đấy, anh chị uh, bật mic sẽ thấy này. Thứ hai nữa là anh chị có thể là âm lượng mic. Giảm. Đấy. Tăng. Ôi rồi. Tăng. Nói chung là anh chị có thể tăng hoặc giảm nhé à, đây là âm vang này có thể tăng hoặc giảm âm vang nói chung là cũng rất là hay ho à, anh chị có thể hát Kara qua đây được anh chị nha à, đây là âm lượng loa này âm lượng loa này sẽ có là âm trầm bát à, cũng như là bát tăng hoặc là âm lượng tăng nói chung là khá là nhiều tính năng hay ho tắt đi tắt đi đúng rồi đấy thì anh chị có thể nghe rõ ràng hơn đúng không? em tắt bớt âm vang đi thì nghe nó rõ ràng hơn khá là nhiều kiểu kiểu vậy anh chị nhé nói chung là trong một cái tầm tiền này đấy thì quá là ưng đúng không anh chị có một cái mic như này một cái này mà giá bên em bán đấy thì chị có bao nhiêu ạ 799.000 đồng thôi nếu mà anh chị là khách hàng mới bên em còn anh chị mua kèm máy hôm nay hoặc là anh mua kèm máy thì hôm nay thì giá là 699.000 được giảm ngay 100.000 nhá còn anh chị mà là khách hàng cũ bên em rồi được giảm ngay 100 000 là còn 699 000 Đặc biệt nhá, anh chị mà mua kèm máy hôm nay nữa thì ngoài em bán cho quý anh chị mức giá là 699 000 đồng ra, em Huy còn miễn phí ship cho quý anh chị. Và cái chất lượng âm thanh thì em Huy đánh giá khá là ok nhá. Loa to lắm, nghe rất là hay. Nhìn cái loa nó to này thì nghe đã biết là hay rồi. Đấy, mic mụn các thứ nữa về thì Tết này hát karaoke đúng quyên sầu luôn anh chị nhá. Còn anh chị mà có điều kiện kinh tế hơn, anh chị mua lấy hai cái loa này về về có thể kết nối cho nhau được là thành một đôi loa anh chị nhé đấy cắm hai cái loa này với nhau là thành một đôi loa là có thể hát là hai cái loa được nói chung là nhiều tính năng hay ho lắm em huy đang tìm để việt sắp cho quý anh chị đây để quý anh chị dùng thuận lợi nhất nói chung rất là hay nha à, cái loa này thì để quý anh chị mức giá quá là ngon rồi giá hiện tại bên shop em thì bao nhiêu à, con này sẽ là 799.000 đồng thôi khách hàng mua kèm à, nói chung là nó sẽ rẻ hơn nhé Như em người đã bảo đấy ạ có hai mức giá là 699 và 799 khách hàng đã mua bên em rồi thì là 699.000 còn khách hàng chưa mua bên em bao giờ là 799.000 đồng Ngoài ra khách hàng mua kèm máy ở đây sẽ được miễn phí ship nha Phí ship con này nó rơi vào khoảng 50.000 toàn quốc thôi Đấy rồi, tiếp tục này Quay về những sản phẩm chính là những chiếc điện thoại ngay đây anh chị nhá Thì uh, đầu tiên lên cho quý anh chị một con uh, Samsung Z Flip trước đi Z Flip này Đấy. Con này là Samsung Galaxy Z Flip thế hệ thứ 4 anh chị ạ này thì mới ra mắt năm ngoái thôi, năm nay mới ra rất Flip 5 là hết cỡ thôi. Đầu tiên phải nói về một cái máy được khách hàng giữ rất là cẩn thận này, có cả hộp kèm theo nhá, email trùng với hộp này. Được chưa? Rất là chắc chắn và đẹp luôn. Thứ hai nữa là gì ạ? Máy này là máy gọi là mới ở trung tâm bảo hành hãng ra. Được thay một cái màn chính hãng mới tinh. Được chưa? Và màn và cái viền màn hình các thứ đều là mới hết anh chị nhé Nói chung là đây là một con máy rất là chất lượng luôn Và cái phần miếng dán PPF này vẫn còn miếng PPF zin chính hãng luôn nói chung là không có gì để chia một con máy này cả màn hình thì mới chính hãng rồi nó không khác gì một con máy mà mới đập hộp ra cả cái màn hình nó không khác gì một con máy màn hình mới đập hộp ra cả và nó quá là ưng anh chị nhá màn hình thì siêu đẹp và sắc nét này máy sẽ sử dụng cấu hình là ram 8 bộ nhớ là 128 chạy con chip Qualcomm snap 8 gen 1 rất mạnh mẽ và ngon lành luôn màn hình 6.7 in tần số cắt màn hình lên đến là 120 hz anh chị dùng thì mượt mà rồi hàng ngày không có gì để chê nha con này là hàng chính hãng hai sim hai sóng một À, dòng Flip thì sẽ có một siêu vật lý bật eSIM à, bạn chính hãng nên là được cập nhật phần mềm mới hơn này con này sẽ được cập nhật phần mềm là Android 14 One UI 6.0 rồi và máy móc rất là mượt mà nha anh chị xem qua này camera của máy này cam trước này ok luôn đúng không ạ cam sau cũng rất là đẹp sắc nét có góc 0.5 cam trước cũng đẹp luôn góc siêu động này à, quá là ưng anh chị nhá quá là ok luôn và giá con này để quý anh chị rất êm nhá bình tĩnh em sẽ xé một cái này ra ghi giá của quý anh chị luôn máy đi bình thường một con máy mới sẽ được tặng một sợi cáp thôi nhưng mà em tặng cả cáp tặng cả, cả tặng cả cụ sạc zin cho khách hàng luôn nhá nói chung là còn làm dịch vụ tốt hơn cả hãng à, khung viền con máy này thì em đánh giá là cũng ở mức cũ đẹp nhá có vài vết xước bé bé theo thời gian rồi tất nhiên là cũng khá là dễ nhìn nói chung là cũ đẹp rất đẹp nhá giá con này để quý như là 7 triệu sáu bảy triệu sáu thôi nhá máy hai sim này ram 8 bộ nhớ một hai tám đây z flip ba Ok chưa Quá là ok nhá. Và tặng đủ phụ kiện miễn phí ship toàn quốc nhé Bây giờ cũng là sát năm rồi. Anh chị đặt hàng sớm, đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em huy định ngay bên góc 0933 600 386 nha. Tiếp tục này, lên thêm một em nữa. Anh chị mà không đủ điều kiện kinh tế quất em này thì hoặc là anh chị muốn tiết kiệm hơn ấy, thì mua con này nhá giá con này rẻ hơn con kia 800 000 đồng 6 triệu tám thôi con kia bảy triệu sáu thì sẽ có là một con Philips 4 rồi con này ram tám bộ nhớ cũng hai sim cấu hình y chang con kia con này thì nó có những cái vết xước nho nhỏ theo thời gian rồi ví dụ là màn hình có vài vết xước bé bé rất bé thôi đấy li ti thôi nhưng mà em dán ppf đã đẹp rồi anh chị nhá ngoài ra thì phần lưng cũng rất là đẹp này phần viền vọ thì sẽ có những cái vết phậy xước nhẹ nhẹ theo thời gian gọi là phậy đi máy phậy đi con này là gọi là máy cũ phậy cho nó thoải mái anh chị nhá là hay nhất còn kính trước sau đều là lành và đẹp hết màn trong màn ngoài đều đẹp không ồ ám không phân màu gì máy vẫn được tặng kèm là ốp lưng này dán màn này Sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W nha. Cam trước cũng ngon nhá. Chức năng hai con này thì giống y chang nhau, không khác gì với nhau cả. Cam sau này cũng rất là đẹp và sắc nét, có góc rộng và góc hẹp luôn. Màn hình con này cũng thế, 6.7 in nhá, đẹp không màu ám, không phân màu gì. Con này lại con kia là 6.8, tặng là sạc cáp siêu nhanh 25W và miễn phí ship nha. Anh chị yêu thích sản phẩm nào, vui lòng liên trực tiếp số điện thoại là 0933 600 386 đừng ngần ngại anh chị nhé Dòng Flip gặp này, em lại thêm dòng Flip 3 nữa cho những anh chị mà muốn mua máy giá tốt hơn để trải nghiệm hai con flip số 3 và số 4 này đồng giá là 3 triệu 999 nghìn đồng thôi đây em lên ngay cho quý anh chị xem nha đầu tiên là máy có một cái phần lưng cũng rất đẹp này khung viền cạnh bên cũng đẹp nha cạnh này cũng đẹp cạnh này cũng rất đẹp luôn và gáy cũng siêu đẹp nhá nói chung là con này cũng là một con máy đẹp đấy ạ ấy màn hình này bật lên thì màn hình cũng ở mức là đẹp không ồ ám không phân màu gì nhưng mà nó có một xíu cái khuyết điểm bé bé trên màn hình thôi Đấy là gì ạ? Màn hình có một cái chấm bầm rất bé ở đây anh chị nhé Một chấm bầm rất bé ở đây thôi Và giá con này là 3 triệu 999 nghìn đồng Em Huy sẽ tặng kèm cho quý anh chị gì ạ? À cái này là cái rắn màn hình nhé Tí em bóc ra chưa? Nói chung là cái này là cái vật dán màn hình anh chị nhé Xíu em bóc ra dán, dán miếng khác cho quý anh chị cũng được Con này sẽ được tặng kèm là một cái ốp lưng Một cái dán màn hình Một bộ xà cáp nhanh nhé Và một cái miễn phí ship nữa cho quý anh chị luôn Máy máy quá ok nhé Về cơ bản Flip 3 với Flip 4 thì nó cũng nâng cấp không quá nhiều Nếu mà anh chị dùng hai con này thì nó cảm giác một cái cảm giác tương đồng Nó sẽ ập đến với quý anh chị ngay Và anh chị thấy nó khá là giống nhau đấy ạ Tất nhiên là con này cũng có 8GB RAM. Bộ nhớ con này thì là 256 nhá chạy con chip Qualcomm 888 cũng mượt mà và ngon lành không kém. Ngoài ra thì cái màn hình gập này cũng là 6.7 in, tần số quét là 120 Hz và giá con này là bao nhiêu? 3 triệu 999 000 đồng giá là 3 triệu 999 nha. Máy số 3, đầy đủ phụ kiện miễn phí ship. Tiếp tục đến một MZ Flip máy số 4, con này giá là 3 triệu 999 000 đồng luôn. Con này sẽ có RAM 8, bộ nhớ 256 nha. Máy số 4 anh chị lưu ý giúp em nhé. Con này sẽ có một cái mặt màu xanh quân đội khá là đẹp nha. Phần lưng kính đẹp này, cung viền cạnh bên cũng đẹp. Cạnh trên cũng ở mức tương đối đẹp luôn, có phẩy một chút ở đây. Đấy. Và cạnh này cũng có một chút phẩy ở viền. Nói chung là con này ở mức là phẩy đẹp. À, về các bạn ấy, thì anh chị lưu ý giúp em này nhiều anh chị mua máy hôm trước là năm sáu triệu đúng không là màn hình đẹp luôn nhá nhưng mà những con này màn hình nó có đốm thì giá nó rẻ hơn anh chị lưu ý giúp em nhé chứ không lại bảo là uh, giá giảm các thứ rồi nó mới thế này thế kia nhưng mà những con này thì chất lượng và cũng như là khả năng trải nghiệm sử dụng thì cũng rất là thoải mái ấy, anh chị nha rồi con này thì uh, có một cái chấm bầm ở đây giá con này rất là êm nha chấm bầm là thì bao dùng thoải mái luôn 3 triệu chín trăm chín nghìn đồng máy số 4 nhá vẫn tặng ốp lưng tặng dán màn tặng sạc cáp nhanh và miễn phí ship rồi thì uh, tiếp tục lên thêm cho quý anh chị uh, một cái dòng máy khác bên em đang có nha uh, Tiếp tục này lên cho quý anh chị một con Samsung Galaxy S21 5G Quạng mà nói thì S21 5G với Minh Huy là một con máy bền lành khi máy đã theo Minh Huy suốt hơn một năm vừa qua Và bây giờ máy đã có những cái vết cấn móp rất nhiều nhưng mà vẫn chắc chắn Và anh chị biết gì không? máy màn hình vẫn ngon lành nha cái cứng cái kính cường lực Victor trên máy vẫn rất là ngon luôn và phải nói là màn hình vẫn đẹp trong veo không ồ ám gì anh chị đừng có so màu trắng này với màu trắng này nhé tại vì một cái màu trắng đau mắt còn một cái màu trắng là đỡ đau mắt anh chị nhá đấy rồi tiếp tục lên nha quý anh chị một con S21 này này con này thì màn hình nó đẹp hơn con máy em huy một chút anh chị nhá rồi thì màn hình nó đẹp không ồ ám không phân màu gì luôn máy móc thì ngon lành kính màn hình cũng đẹp nha có một chút sức bên góc này thôi sức rất ít ở bên này ngoài ra thì khung viền cạnh trên cũng đẹp cạnh bên cũng ở mức tương đối đẹp nha, cạnh dưới cũng ở mức tương đối là đẹp và cạnh này cũng tương đối đẹp luôn. Máy móc thì cũ đẹp, rất ok nhá. Lưng thì cũng đẹp nhưng mà do đặc trưng thì nó có đôi tí gọi là lấm chấm lấm chấm bụi ở cái cái phần ốp nó dính vào lưng thôi. Còn lại thì ngon. Con này giá 5 triệu thứ nhất RAM 8 bộ nhớ 28. Đây là S21 5G, màn hình 6.2 in nhá. Máy móc thì ngon lành mượt mà. Camera phía sau này có góc siêu rộng này, X1 này, zoom này. Cam trước cũng là mức đẹp và sắc nét, rất là nét luôn ấy. đấy. Con này chạy chip 888 nhá, pin 4000, em Huy dùng một ngày cũng ok. Em tin anh chị dùng cũng một ngày khá là tốt. Và giá con này để cho quý anh chị rất êm là 5 triệu 2 thôi nhá. S21 5G, 2 SIM 2 sóng, tặng ốp lưng, tặng rắn màn, tặng sạc cáp siêu nhanh 25W và miễn phí ship. Nếu anh chị không có nhu cầu lấy khuyến mãi, chị trừ giúp em 200 000 đồng còn 5 triệu tròn thôi. Tiếp tục lên thêm cho quý anh chị S20 FE này, con này bây giờ cũng rất là vừa miếng rồi. Với 3 triệu 8 anh chị đã sở hữu ngay S20 FE đến từ shop di động Minh Huy. Nó có một chút về máy này, con này sẽ có khung viền cạnh trên cũng rất đẹp, cạnh bên cũng ở mức rất đẹp luôn và cạnh dưới cũng đẹp nhá. Nói chung là có vài cái vết lấm chấm mũi đốt ở do khung viền lâu ngày dùng ốp và cái bụi nó dính vào thôi. Chứ còn cụm cao vẫn sáng đẹp, chức năng vẫn ngon lành nhá. Màn hình thì kính đẹp, không xước sát gì cả, vẫn tặng ốp lưng, tặng dán màn tặng sạc cáp siêu nhanh 25 miễn phí ship cho quý anh chị. Tất nhiên vẫn như là câu cũ, không lấy khuyến mãi trừ 200 Con này thì vẫn có màn hình này Là màn hình 6 5 năm in em hình nhớ không nhầm là vậy anh chị nhé nhưng mà con này màn hình có lưu hình nhẹ rồi em quay kỹ qua video cho anh chị thấy rõ là màn hình có lưu hình nhẹ tất nhiên là lưu hình thì cũng không ảnh hưởng bởi đến khả năng sử dụng hàng ngày của quý anh chị thậm chí là dùng vẫn bình thường và thoải mái chị ở nền trắng thì mình sẽ thấy rõ ràng hơn thôi camera phía sau sẽ có cam 0.5 này x1 này zoom lên đến là 30x Cam trước cũng ở mức đẹp và sắc nét luôn. Giá em này để cho quý anh chị rất êm là 3 triệu 8 nha. Có một em thôi ạ. Một em duy nhất S20 FE nhá. À, RAM 6 bộ nhớ 128 chip 865. Thì chia sẻ thật lòng với anh chị là vẫn chuyến game ngon lành trong vài năm tới. Thậm chí là anh chị dùng cơ bản mượt mà trong 3-4 năm là bình thường. Tiếp tục thì nếu mà anh chị kỹ tính hơn một chút anh chị có thể lấy cho em con S21 5G này. Một con máy đẹp hơn tất nhiên là giá nó sẽ nhịn hơn nha. Phần lưng còn rất là đẹp này. Phần khung viền thì nó cũng ở mức là cũ đẹp anh chị nhé, phải nói là cũng ở mức là cũ đẹp em huy sẽ dùng từ cũ đẹp cho thoải mái nha và kính màn hình cũng rất là đẹp luôn màn hình thì đẹp không ồ ám không phân màu gì chức năng ngon lành bượt mà con gà luôn và giá em này là 5 ,6 triệu sáu vẫn tặng đầy đủ phụ kiện và miễn phí ship nếu mà anh chị thích một con máy to hơn màn hình đẹp hơn thì anh chị có thể chọn con S21 Plus này bên shop di động anh huy đang có khá là nhiều mức giá khác nhau đặc biệt như em này anh chị xem qua nhé xem được đánh giá là bao nhiêu phần trăm nha khung viền cạnh dưới vẫn còn rất đẹp này cạnh bên cũng còn rất đẹp luôn cạnh trên cũng ở mức rất đẹp và cạnh này cũng ở mức rất là đẹp luôn nhá. Màn hình thì trong vẹo vào veo, đẹp không ồ ám không phân màu gì. Màn hình 6.7 in, độ phân giải màn hình là 2K+, cộng, tần số quét màn hình là 120 Hz. Với dung lượng RAM 12 GB, bộ nhớ là 128 GB, sử dụng con chip Qualcomm 865 thì anh chị có thể tự tin dùng con này mượt mà trong vài ba năm tới. Thậm chí là cái màn hình nó còn đẹp hơn cả dòng Note 20 ở lẫn một số dòng máy khác anh chị nha hoặc là S21 Plus vẫn thua màn con này. Camera sẽ có cam góc siêu rộng, camera X1 và zoom lên đến là 30x. Ngoài ra máy còn có camera tele là 64 megapixel giúp quý anh chị chụp ảnh tele tốt hơn. Đấy, cam trước cũng rất là đẹp và sắc nét nha. Con máy này thì có mức giá nó quá là êm rồi. Đấy, mức giá quá là êm rồi. Đấy, cam trước này rất là ok anh chị nhé Chức năng thì ngon lành mượt mà. Viên pin là 4 rưỡi anh chị dùng cơ bản cũng được một ngày, khá là ok, tặng ốp lưng, rắn màn, sạc cáp siêu nhanh 25W và miễn phí ship toàn quốc cho quý anh chị. Giá là 5 triệu rưỡi. Còn anh chị nào mà có tiêu chuẩn thấp hơn một chút lấy những con máy phẩy phẩy một chút cũng được thì nó rẻ được khoảng 300 000 nhá, khoảng 5 triệu 2, 5 triệu 3 là đã có máy rồi. <laughs> Tiếp tục thì lên thêm cho quý anh chị thêm dòng Samsung uh, cho cho anh chị thoải mái lựa chọn nha. S20 Plus rồi thì em sẽ đến với S21 Plus. S21 Plus 5G. Con này thì mức giá khá là êm là 6 ,2 triệu 2. Nó rẻ hơn những con máy bình thường khoảng 6 000 đồng thì nó chỉ là một chút gọi là xước sát nhẹ nhẹ ở ngoại hình thôi. Và con này thì sẽ có mức giá rất là êm đó là bao nhiêu? Mức giá rất là êm đó là 6 ,2 triệu 2 chị nhé RAM 8 của những mặt 28 này Máy sẽ có 2 sim Khung viền các cạnh thì em Huy đánh giá cũng ở mức tương đối là đẹp anh chị nhé Có vài vết gọi là lấm chấm li ti bên viền thôi Chứ còn máy móc thì cũng ngon lành Màn hình thì kính đẹp Không có một vết xước nho nhỏ nào trên màn hình nha Màn hình thì đẹp không ổ lắm rồi 6.7 in Và có tần số quét màn hình là 120 hạt rất mượt Đặc biệt con này có viên pin là 4008 Thì em Huy đánh giá là viên pin con này cũng khá là ngon Nếu mà anh chị dùng cơ bản thì một ngày khá là thoải mái anh chị nha Camera thì sẽ có cam trước này, góc siêu rộng, được chưa? Và góc hẹp hơn, rất đẹp và sắc nét. Đấy, cam sau này cũng ngon luôn nhá. Góc siêu rộng này, X1 này, zoom lên đến là 30X, nói chung là cam cụm thì ngon nhá. Những dòng S và Note của Samsung flagship thì không có gì để chê rồi, không gì để bàn. Và bên em đang có hai màu là màu tím và màu đen nhá, còn vài cây thôi. Cuối năm rồi anh chị đặt hàng lên trực tiếp 0933 600386 đặt hàng sớm để nhận hàng sớm, để dùng hàng trong Tết anh chị nhé chưa giờ cuối năm rồi thì cũng chục ngày nữa năm bảy ngày nữa là vận chuyển người ta nghỉ rồi thì anh chị đặt hôm nay thì chắc chắn là sẽ nhận được trước Tết. Đấy, cái đấy là yên tâm nhất anh chị nhé Tiếp tục này, lên thêm nữa quý anh chị là cái dòng máy em mới về hôm nay nữa. Đây là một con Samsung Galaxy S9 Plus anh chị ạ. Phải nói là S9 Plus thì nó quá là ngon rồi. À, với một cái cấu hình và một cái dung lượng nó cũng khá là phù hợp để sử dụng. Đấy. Và cái dòng Samsung thì anh chị biết rồi dòng S và dòng Note là đầu bảng mà. Con này sẽ có là một cái màn hình là em nhớ không nhầm là 6.3 in. Độ phân giải màn hình là 2K cộng nhá, cái này chính xác này. Màn hình thì trong veo luôn, siêu đẹp và sắc nét. Nếu mà anh chị vẫn còn nhiều hoài niệm, nhiều kỷ niệm với dòng 8, dòng 9 thì có thể chọn em này quá là ok nhá. Chipset vẫn mượt mà, khung viền máy móc thì đẹp. Lưng cũng ở mức là rất là đẹp luôn nha Giá là 3 triệu 3 năm chục Tất nhiên máy cũ sẽ có những cái vết xước nhỏ nhỏ trong thời gian thôi Bên em vẫn tặng ốp lưng rắn màn sạc cáp Nhanh cho quý anh chị luôn Thậm chí dòng này có rách 3.5mm Bên em còn tặng cả tai nghe nữa Miễn phí ship Giá là 3 triệu 350 nghìn đồng tất cả những cái máy em báo giá hôm nay đều là mức giá tốt nhất mà shop em có thể bán ra anh chị nhé cam phía sau này đẹp này cam trước cũng ngon có cả cả biến móng mắt phía trước nữa dòng này đặc biệt là đã có loa kép rồi giúp quý anh chị nghe nhạc ngon hơn khá là nhiều nha giá là ba triệu ba năm chục tiếp tục nếu mà anh chị không thích cái nét uyển chuyển của S9 Plus anh chị có thể lấy cho em cái nốt 9 này nốt 9 thì nó sẽ có nhiều cái đường nét gọi là vuông vức hơn đấy nút bao quần nó khó hơn một tí nhưng mà nhiều anh em lại thích dòng nốt phải mua bằng được dòng nốt mới mua nếu mà anh chị đã chờ lâu mà không có một con máy đẹp, máy ngon về thì nốt chín về ấy, thì anh chị có thể chọn con này. Tất nhiên giá nó sẽ hơi nhịn hơn một xíu nhưng em hơi nghĩ là giá nó cũng rất là êm đấy ạ. Nhịn so với hàng đều thôi chứ, hàng hàng màn đẹp, màn chuẩn thì không nhịn đâu anh chị nha. Giá rất là rẻ luôn đấy. Phải nói đây là bạn quốc tế nha, quốc tế 2 sim hai sóng mà giá nó chỉ rẻ cho bạn Hàn thôi. Lưng này, phần lưng rất đẹp nhá, phải nói là rất là đẹp luôn. Khung viền thì cạnh dưới cũng ở mức đẹp được chưa? Cạnh bên cũng ở mức rất là đẹp luôn và cạnh dưới này cũng ở mức rất là đẹp nha. Khung viền các cạnh thì em thấy là cũng đẹp, có vài tí xước bé bé thôi. Màn hình kính cũng đẹp nha. Màn hình con này sẽ có là một cái màn hình 6.4in mà cũng đẹp, không màu ám, không phân màu gì, siêu đẹp luôn nhá, siêu nét luôn, màn hình ok. Cấu hình của máy sẽ có đầu tiên là RAM 8 g Xin lỗi là RAM 6 g bộ nhớ là 128 nha. Viên pin là 4000mm, anh chị dùng một ngày cũng khá là ổn. Màn hình 6.4in thì đẹp nét rồi. Camera thì sẽ có cam góc rộng và góc hẹp nha cam trước cũng ok nhìn mặt thì rất là rõ ràng đấy chức năng thì mượt mà máy móc thì chuẩn chỉ giá thì quá êm rồi đấy nói chung là con này bật bên này là nó tự nó làm mà mịn mặt đấy đấy còn thì chức năng ngon lành nhá đấy s pen này vừa có vẽ viết lại vừa có điều khiển từ xa không có gì để chê cả em này để quý anh chị mức giá là 3999 nha chín chín là 4 triệu anh chị 4 triệu quý anh chị ơi 4 triệu nhá hàng chính hãng hai sim vật lý luôn hai sim hai sóng 39995. Tiếp tục lên thêm với quý anh chị một con S21 FE này. Con này thì cấu hình nó cũng hợp lý mà giá nó lại ngon rồi. S21 FE sẽ có cấu hình là sẽ có dung lượng RAM của máy là 8 GB nhé Đây là bạn RAM 8 anh chị nha Có hai bạn RAM 8 và RAM 6. Thì em đang bán bản cao hơn là RAM 8 GB. Bộ nhớ con máy này sẽ có bao nhiêu GB anh chị biết không ạ? Bộ nhớ con này sẽ có là bao nhiêu RAM 8 thì bộ nhớ sẽ có 128 nha 128 máy sẽ có hai SIM vật lý nha À S21 FE giá con này là bao nhiêu bí mật con này sẽ có màn hình ở khung viền này rất là đẹp này cạnh B trên này cũng là gần như là len keng cạnh bên cạnh dưới các cạnh phải nói là rất là đẹp luôn mê luôn anh chị ạ màn hình thì đẹp nha không màu ám không phân màu gì cấu hình sẽ có này đầu tiên là máy sẽ có là ram sẽ là 8 gb bộ nhớ mặt hai con chip cũng rất là mượt mà đầu bảng rồi viên pin là bốn nghìn rưỡi màn hình là 6.5 chấm năm in à, nói chung là tất cả những thông số của con máy này đều là hoàn hảo để sử dụng và trải nghiệm một cách nó mượt mà và ngon lành camera sẽ có cam 0.5 x 1 zoom Cam trước cũng ở mức đẹp và sắc nét nhá, giá em này thì rất là êm rồi, phải nói là êm đềm luôn Giá là 5 triệu mấy ta 5 triệu 6 5600k nhá, 5 triệu 6 rồi là đã có em nó rồi, quá êm nhá, giá càng ngày càng tốt anh chị ạ, và cuối năm em Huy cũng đệ mức giá tốt luôn Cho anh chị thoải mái, sử và trải nghiệm Tiếp tục lên thêm cho quý anh chị này, con này là con Samsung Galaxy S20 và có đây là bạn chính hãng hai sinh vật lý luôn lâu lắm mới có một con S20 chính hãng mà máy nó nét thế này anh chị ạ phải nói là cũng đáng đồng tiền bắt gạo nha giá quá là êm luôn giá quá rẻ nhé đây con này sẽ có là máy hai sinh vật lý này ram 8 bộ nhớ 128 này S20 rồi con này thì lưng cũng còn rất là đẹp nha khung viền cạnh bên cạnh trên cạnh dưới các cạnh cũng còn rất đẹp nhá dòng này đã có hỗ trợ sạc nhanh siêu lạnh siêu nhanh 25W rồi nên em cũng tặng kèm sạc siêu nhanh 50w cho quý anh chị luôn. Màn hình thì đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Con này có màn hình 6.2 inch nha. Vừa có tần số quét 120Hz lại có độ phân giải 2K, rất là hay nhá. Máy sẽ có 2 SIM vật lý luôn, 2 khe cắm 2 SIM. Viên pin con này cũng khá là hợp lý khi sử dụng viên pin 4000mAh. Mm. Camera thì sẽ có là cam trước cũng đẹp và sắc nét, góc rộng góc hẹp ngon nhá. Cam sau thì có góc siêu rộng này, X1 này, zoom này. Nói chung là cam dòng Samsung thì em thấy là con nào cũng chị chu đấy ạ. Con này tặng kèm ốp lưng dán màn sạc cáp siêu nhanh 50w và miễn phí ship giá là 4 triệu 7 anh chị nha à, S20 5G này nhỏ gọn xinh xắn nhá tiếp tục lên thêm cho quý anh chị một con S10 S10 thì lâu lắm mới về anh chị ạ phải nói là còn một con này nữa này con này là hàng ngon lành luôn và hàng đến từ thị trường là Nhật Bản anh chị nha máy Nhật sẽ có chữ Galaxy bé bé xinh xinh đằng sau này lưng rất đẹp nha kính cũng là kính zin đẹp luôn màn hình cũng là đẹp không màu ám không phân màu gì chức năng phải nói là tuyệt vời không huyền các cạnh em đánh giá cũng là ở mức là cũ đẹp nha. Đợt trước em bán hình như là 38 hay sao ấy, năm hay sao. Em nhớ không nhầm là thế. Hôm nay em để quý anh chị mức giá là 3790. Đấy 3790 cho một em uh, S10 như thế này nhá. 3790. Đấy cam cũng các thứ ngon nhá, tặng ốp lưng, dán màn, xà cáp nhanh và tai nghe, miễn phí ship nhá. Đầy đủ hết anh chị ạ, à. không thiếu một cái gì cả. Cam sau này cũng à cam trước cam sau đều test, em kết test cả rồi đúng không anh chị? tất cả rồi thì ngon lành mượt mà hết nha, không có gì để chê cả. Giá con này là bao nhiêu? 3790 nhá. Đặc biệt con này chạy con chip Qualcomm Snap 855 nha, RAM 8 bộ nhớ 128. Tiếp tục lên cho quý anh chị thêm một con uh, Note 10 Plus. Em xin lỗi cả nhà nhá. Đây Note 10 Plus này, con này thì có một cái lưng rất đẹp luôn. Và nó lưng cũng ở mức đẹp nha, khung viền cạnh trên này cũng đẹp, cạnh bên cũng ở mức uh, là cũ đẹp nhá. Nói chung là có đôi tía xước nhẹ nhẹ rồi đây có một vết phệ rất bé rồi đấy còn lại thì đẹp hết nha kính màn hình cũng đẹp không một vết xước nào máy móc sẽ có màn hình là 6.7 in 6.8 in nhỉ màn hình 6.8 in nha rất đẹp và sắc nét ram 12 bộ nhớ là 256 g nếu mà tầm tiền này mà mua được con này thì quá là êm nha bình thường em đang bán 6 triệu 6 hôm nay thì giá nó quá là êm rồi con này sẽ có ram 12 bộ nhớ 256 nhá màn hình đẹp này cam cụm thì cũng ở mức ngon nhé cam trước đẹp này anh chị thấy không ạ cam trước đẹp nhé cam sau này cũng ok nha 0.5 x1 này zoom này Đấy, mọi thứ hoàn hảo nhá màn hình thì đẹp không có không phân màu gì với em này sẽ để quý chị mức giá là 6 triệu mấy đây 6 triệu 2 Đấy, 2 sim 12 256 con này là nốt 10 Plus nhé và bạn chính hãng chị nhé chính hãng 2 sim Đấy, quốc tế luôn 2 sim rất là ok nhé sao tăng không sáu thăng này ra 12 bộ nhớ 256 và dùng thoải mái rồi đúng không ạ và giá êm nhé con này là bao nhiêu 6 triệu 2 thôi À, là đã có rồi nhá tặng sạc cáp siêu nhanh 25W ốp lưng dán màn miễn ship tiếp tục đến vật em nốt 10 like nha nốt 10 like thì hôm nay sẽ có gì đây nốt 10 like thì sẽ có là cấu hình như sau đầu tiên máy sẽ có là ram mấy đây em lâu rồi em chưa bán con này chị ạ lâu lắm rồi mới bán con này đấy mà giá thì cũng ở mức là tốt đấy đầu tiên này lưng này à, cũng ở mức tương đối đẹp nhá cũ đẹp có đôi tí gọi là lấm chấm lấm chấm theo thời gian thôi được chưa kính màn hình cũng đẹp nha khung viền các cạnh thì em đánh giá là cũng ở mức là cũ đẹp F pen thì vừa có vẽ viết lại vừa có điều khiển từ xa nhá bấm 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 ok la luôn được chưa camera thì là con này em nhớ không nhầm là cam trước thì là B của nốt 10 còn cam sau hình như là B của nốt 8 hay sao ấy nhớ không nhầm là thế có thêm một cặp biến góc siêu rộng nữa Nói chung là trí nhớ em không quá tốt đâu nhưng mà cái này lâu em chưa bán thật RAM 8 g bộ nhớ 128 nha con chip vẫn là con chip flagship ngon lành rồi máy sẽ là hai sinh vật lý nha chức năng ngon lành cấu hình mượt mà à viên pin bao nhiêu nhỉ pin em nhớ không nhầm là bốn nghìn rưỡi anh chị ạ đấy rồi ôi con này thì cấu hình các thứ nó đều ngon hết giá nó êm nó bốn nghìn rưỡi nhá nốt 10 uh, con này giá là 3 triệu mấy ta 3 triệu 8 đi được chưa ram 8 bởi những 128 nhá nốt 10 like nhá quá là êm đúng không ạ nó vừa có tất cả các tính năng của nốt 10 nhưng mà pin nó lại tốt hơn đấy, thế mới hay thế lại nốt 10 like nha like mà không like lắm tiếp tục này em này em siêu phẩm này combo bom tấn luôn này <laughs> con này có viên pin lên đến là 7.000 anh chị ạ thực tế là nhiều và khách hàng cũng muốn một con máy pin trâu lắm nhưng mà lâu lắm em mới nhập được con này về con này là Samsung Galaxy M51 đấy chị nha hôm nay anh thử anh ấy báo cho em có một con máy này đấy thu khách em tức tốc em lấy luôn con này là M51 đấy chị nha thì giá nó cũng rất là êm này M51 con này giá là 3 triệu 8 nha tất nhiên em vẫn tặng đầy đủ phụ kiện nha sạc cáp này ốp lưng à xin lỗi ốp lưng không có nhưng sạc, có sạc cáp và dán màn hình nha máy móc khung viền này vẫn còn rất là đẹp đấy, màn hình thì trong veo nhá đẹp không ồ ám gì cái dòng M51 này thì em cũng đã từng bán rồi con này là bạn uh, chính hãng hai sim vật lý nha cam góc siêu rộng này x1 này đều là nét nhá cam trước cũng đẹp và sắc nét luôn nói chung là chức năng ok cam cụm thì cũng ok nhá và giá con này thì rất là êm là 3 triệu 8, 8 rồi tặng sạc cáp dán màn miễn phí ship luôn anh chị nhá tiếp tục tiếp tục lên thêm cho quý anh chị cái dòng uh, Z Fold Z Fold 3 năm g anh chị ạ. Hôm nay thì lại về con Z Fold thu được của khách, khách là mà mua với mức giá là 42 triệu. Bây giờ khách muốn bán với mức giá là 1 phần 10 thôi. Xin lỗi là 1 phần 1 phần 4. 1 phần 10 thì bốc phét rồi. Đấy, đây là vẫn còn cái hộp cũng như là linh kiện kèm theo. Nói chung là khách cũng rất là cẩn thận. Đấy, và gọi là người dùng cẩn thận đấy ạ. Rất rất cẩn thận luôn. Hộp hiếc này. Bao lâu rồi vẫn thế anh chị ạ. Nói chung là rất là ưng ừ nhá. Đầu tiên em nói con ngoại hình con máy này trước ngoại hình thì khung viền này cạnh trên cũng ở mức đẹp nhá cạnh bên cũng đẹp này viền thì nó vọ nó cũng ở mức đẹp cũng không cần cấn móp gì ở đây cả em thấy là cũng rất là đẹp nha ấy phần này thì có phậy xước rất là nhẹ thôi nó giống như một, vết xước hơn là một vết phệ anh chị nhá xước rất là nhẹ ở viền ở đây thôi không ảnh hưởng gì nha còn phần gáy em đánh giá là rất là đẹp phải nói là hiếm có một con máy mà nó đẹp được như thế này đẹp đều như thế này nha phần màn hình phụ bên ngoài này cũng ở mức là đẹp không ồ ám không phân màu gì rất ok nhá màn hình chính bên trong cũng rất là đẹp, không ngổ ám, không phân màu gì, có camera ở dưới màn hình. Nói qua một chút về con máy này, sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon 888 với dung lượng RAM là 12, bộ nhớ 256. Đặc biệt nha, đặc biệt, con này là hàng chính hãng, hai sim vật lý luôn. Và giá rất êm nha, màn hình thì cũng ở mức là đẹp, không có ngổ ám, không phân màu gì cả nha. Kính màn hình cũng rất là đẹp, nhưng mà có một chút xước bé bé ở đây thôi. Rất rất là bé thôi, à, rất là bé ở trên màn nhá. Em hay đánh giá là rất là bé luôn và dáng phát là đẹp luôn. Đấy. À, còn lại thì chức năng ngon lành hết và mọi thứ ok nhá bật thử cụm cam lên cho anh chị uh, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cái dòng uh, phâu này khi mà em nguồn cung dường như không có anh chị ạ phải nói là hôm nay may thu khách mới có máy mà bán thôi chứ không có đợt trước em bán là 10.8 11.5 nhưng mà cũng không có máy mà bán đấy là chia thật với anh chị luôn lên được mấy hôm thôi là khách hàng đã mua gọi là mua hết rồi lên được một hai hôm là khách hàng mua hết nói chung là thi thoảng mới có thôi bình thường em bán 10.8 11.5 hôm nay em bán rẻ em bình thường một triệu và mức thu khách cũng rất là êm, nó thỏa mãn được là cái giá bán ra của khách cũng như là giá mua vào của anh chị nha Máy có sao thì em báo rõ từng tí một đấy, cho quý anh chị thoải mái luôn. Và giá con này là bao nhiêu? <laughs> giá rất là êm đó là 9 triệu 9 trăm nghìn đồng 9900 luôn. Hai xin nhé. Z4 3. Rất là êm nhá, 9900 luôn, một cái mức giá rất là êm và một cái số tiền nó rất là phù hợp với túi tiền của quý anh chị được chưa nhá full box nhá rẻ hơn đợt trước tận triệu rưỡi 2 triệu rồi rồi video hôm nay em xin phép dừng lại tại đây và chúc quý anh chị có những phút giây xem video vui vẻ nha đừng quên đặt hàng lên trực tiếp 0933 số điện thoại em huy đặt ngay bên góc xin động minh huy xin cảm ơn